dễ đây. Trời. Đi ra 4 này ghi gì hả? Thì cũng là giấy. Rồi, order trà sữa đi mọi người. Cho mình một ly lục trà sữa cho Hoàng Kim. Rồi, ok. Trời, nó uống 50% mà nó đớp bồ chân châu chứ bồ không hả? Trời ơi, vừa nói chiếc câu là đớp bồ mà 50 đường hả? Đớp bồ chân châu Hoàng Kim. More ice over đặt đi more ice. Trời ơi. Người ta viết tiếng Việt từ đầu tới cuối rồi. Em quên. Rồi một lục trà sữa chân châu, hai trà sữa chân châu. C T H H K là gì? C H K là gì? Chân châu Hoàng Kim rồi. 70 đường rồi. Ok thì biết đúng rồi, thì đọc thế này thôi. Rồi đưa này người ta đúng không? À đi nha mọi người. Khoảng 30 phút nữa mình mới về nha. At this moment that he knew he fucked up. Oh shit, biết ghi tờ giấy xong rồi cuối cùng quên mẹ nó tờ giấy ở nhà.
sao chứ tí nữa dựng xe đang đứng là nó không biết. Đẹp quá trời. Rồi cái này con cầm được rồi. Đó. Quá chuẩn luôn. Rồi con cảm ơn chú. Yeah. Mình ngay cả những điều nhỏ nhất là đội ngũ bảo vệ cũng được training tốt như là những người bán hàng bên trong đó vậy. Thì mình rất là thích cái điều đó, cho nên là mặc dù nếu cái chi phí mình phải trả cao hơn đó, nhưng mà mình cảm thấy mình được tôn trọng hơn là mình sẵn sàng mình quay lại. Chà sữa mọi người ơi. Cái này đâu có thu tiền. Có chứ, cái này thu tiền á. Mất.